Trên thị trường hàng hóa thì chốt ngày hôm qua mặc dù sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá của hàng hóa nguyên liệu thế giới, tuy nhiên thì lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV Index tiếp tục giảm 0,11% xuống 2.276 điểm thấp nhất trong vòng một tháng trở lại đây. Và như vậy là trong 8 ngày giao dịch gần nhất, chỉ số hàng hóa đã giảm đến 7 ngày, giá trị giao dịch toàn sở tăng gần 10%, đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó thì nhóm nguyên liệu công nghiệp diễn biến giá phân hóa, chia bảng giá thành hai nửa xanh và đỏ. Đáng chú ý là hai mặt hàng đường nối dài đã sụt giảm. Đóng cửa thì giá đường 11 kỳ hạn tháng 10 trên sở niêm yết New York đã giảm 1,28% xuống 578 đô la Mỹ một tấn và đường trắng kỳ hạn tháng 12 trên sở London cũng đã suy yếu 1,03% xuống còn 710,7 đô la Mỹ một tấn. Và trong khi đó ở chiều ngược lại, điểm sáng của thị trường lại thuộc về hai mặt hàng cà phê. Sau 4 ngày giảm giá liên tiếp thì giá Arabica đã đảo chiều tăng 1,38%, tương tự giá Robusta cũng tăng 0,53%, kết thúc chuỗi giảm 5 ngày liên tục trước đó. Và còn đối với thị trường cà phê thì MXV nhận định đã tăng hôm qua chủ yếu đến từ lực mua kỹ thuật của nhà đầu tư sau chuỗi ngày giá giảm sâu. Về mặt cung cầu thì tín hiệu nguồn cung toàn cầu vẫn tương đối tích cực. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sở IC East US chốt ngày 26 tháng 9 đạt mức là 446,5 nghìn bao loại 60 kg, tăng 5,6 nghìn bao so với cuối tuần trước. Bên cạnh đó, thì dự báo thời tiết cho thấy là mưa sẽ xuất hiện tại vùng trồng cà phê chính của Brazil, giúp tăng ẩm, giảm bớt nắng nóng, từ đó tạo điều kiện tốt hơn để cây cà phê phát triển. Cùng chịu xu hướng giá thế giới thì sáng nay trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân sô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng đã đảo chiều tăng 200 đến 300 đồng kg, kết thúc chuỗi giảm mạnh 5 ngày liên tiếp. Sau điều chỉnh thì giá cà phê trong nước được thu mua quanh mức là 65.900 đến 66.700 đồng/kg.